nước cờ vây cao tay của Trung Quốc âm thầm phá vỡ kinh tế Việt Nam. Kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta không còn xa lạ với việc hàng Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với mức giá rẻ, nhưng lại thường đi kèm với những lời phàn nàn về chất lượng kém, dễ hỏng hoặc thậm chí chứa chất độc hại. Điều này đã khiến nhiều người tiêu dùng ở cả Việt Nam và trên toàn thế giới tẩy chay một số sản phẩm made in China. Thực tế, giá rẻ là một chiến lược kinh điển mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã áp dụng từ hàng thập kỷ trước. Có thời điểm, hàng hóa giá rẻ Trung Quốc thường bị đánh đồng với chất lượng kém và câu nói của rẻ là của ôi đã trở thành quan niệm phổ biến. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi gần như 180 độ. Vẫn giữ chiến lược giá rẻ, nhưng Trung Quốc đã tập trung cải tiến chất lượng và công nghệ, dần dần thay đổi cái nhìn của người tiêu dùng toàn cầu về hàng hóa của nước này. Nền kinh tế thứ hai thế giới này không chỉ đã cải thiện đáng kể chất lượng sản phẩm mà còn vươn lên thống trị thị trường tiêu dùng toàn cầu nhờ có quyền lực mềm là giá rẻ và thị phần ngày càng mở rộng. Một ví dụ gần đây minh họa cho sự thay đổi này là trang thương mại điện tử 1688.com thuộc tập đoàn Alibaba của Trung Quốc đã bất ngờ cập nhật giao diện tiếng Việt trên nền tảng iOS. Trước đây, 1688.com chủ yếu phục vụ cho thị trường nội địa Trung Quốc với ngôn ngữ chính là tiếng Trung và không hỗ trợ các dịch vụ giao hàng quốc tế. Tuy nhiên, sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là việc bổ sung thêm ngôn ngữ mới, mà điều đáng chú ý hơn chính là việc 1688.com đã bắt đầu cung cấp dịch vụ giao hàng trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng tại Việt Nam. Sự kiện này tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có khả năng trở thành cú sốc lớn đối với lĩnh vực thương mại điện tử và toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Việc 1688.com thâm nhập vào thị trường Việt Nam với chiến lược giá rẻ có thể gây ra áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với các doanh nghiệp trong nước. Vậy, quyền lực mềm về giá rẻ của Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào và Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng ra sao trước sự thay đổi này? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích chi tiết hơn trong video số này. Nếu như giá rẻ là mũi tên giúp các doanh nghiệp Trung Quốc thâm nhập vào thị trường, thì việc tập trung cải tiến chất lượng và áp dụng công nghệ chính là dây cung giúp mũi tên ấy cán đích thành công. Có lẽ cả thế giới đều nhận ra chiến lược này, nhưng lại khó có thể bắt chước được. Hiện tại, làn sóng chiếm lĩnh thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, không thua kém giai đoạn bùng nổ từ năm 2010 đến 2024. Nhiều nền tảng thương mại điện tử mới nổi như Temu, Zain và Shopee đang gây sốt tại Mỹ, với các sản phẩm giá rẻ đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát và thắt chặt chi tiêu. Các công ty năng lượng của Trung Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội, chớp thời cơ cung cấp hàng hóa giá rẻ ra thị trường thế giới. Công ty CLCK, một tên tuổi mới nổi của Trung Quốc, đã nhanh chóng nhận thấy cơ hội làm ăn tại châu Âu khi lục địa này phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng sưởi ấm vào mùa đông. Họ đã buộc các đối thủ từ Mỹ, Anh và Đức phải lao đao với mức giá rẻ chỉ bằng một nửa. Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn cũng đang nóng lên. Càng bị phong tỏa hoặc cấm vận, hàng hóa Trung Quốc lại càng có sức bật lớn hơn. Sau các đòn cấm vận của Mỹ về việc tiếp cận công nghệ, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc buộc phải tự lực cánh sinh, tìm cách phát triển công nghệ nội địa để tồn tại và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Gã khổng lồ điện thoại thông minh Trung Quốc, Xiaomi và Huawei đã quyết định chấm dứt tranh chấp sở hữu trí tuệ và bắt tay hợp tác, thống nhất sở hữu chéo các sáng chế của nhau nhằm tăng cường sức cạnh tranh với các đối thủ phương Tây. Đặc biệt, Huawei hiện đang là công ty nắm giữ nhiều bằng sáng chế 5G nhất thế giới. Điều này càng làm nổi bật tầm quan trọng của thỏa thuận hợp tác giữa hai công ty trong việc cạnh tranh với Apple ở phân khúc cao cấp của thị trường điện thoại thông minh. Mặc dù điện thoại Trung Quốc luôn giữ giá cạnh tranh, khiến các đối thủ Âu Mỹ phải ngán ngẩm, nhưng thành công của Trung Quốc không chỉ nằm ở mức giá rẻ. Cả thế giới đã phải giật mình khi Huawei sản xuất được chip 14 nanomet, một thành tựu lớn trong ngành công nghệ. Thêm vào đó, công ty phân tích dữ liệu lớn của Trung Quốc, Eping Technology, đang chuẩn bị phát triển phần mềm tiên tiến phục vụ sản xuất chip 7 nanomet và 5 nanomet, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao. Một cái tên mới nổi của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý toàn cầu và hứa hẹn vươn lên đứng trong top đầu các công ty bán dẫn thế giới, chính là SMIC. Công ty này đã làm chủ công nghệ sản xuất chip 7 nanomet, một trong những loại chip có tốc độ xử lý nhanh bậc nhất hiện nay, đặc biệt cho các thiết bị điện thoại 5G. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang nỗ lực phát triển chip bộ nhớ băng thông HBM,
loại chip nhớ thế hệ mới được thiết kế riêng cho các bộ xử lý trí tuệ nhân tạo AI. Đáng chú ý, Trung Quốc không ngần ngại đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Họ đang chuẩn bị ra mắt một quỹ đầu tư mới do nhà nước hậu thuẫn với quy mô lên đến 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương 41 tỷ đô la Mỹ để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Con số này lớn đến mức nếu so sánh, quỹ đầu tư bán dẫn của Trung Quốc bằng gần 70% tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam, ước tính khoảng 60 tỷ đô la. Khoản đầu tư khổng lồ này còn thể hiện rõ tham vọng của Trung Quốc trong việc trở thành bá chủ ngành công nghiệp xe điện và công nghệ giao thông mới, sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là minh chứng cho chiến lược dài hạn và sự quyết tâm của Trung Quốc trong việc dẫn đầu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Trung Quốc đang không có đối thủ nhờ hai lợi thế chính, giá rẻ và chuỗi cung ứng nội địa. Xe điện Trung Quốc hiện đang tràn ngập thị trường Đông Nam Á và châu Đại Dương, một lần nữa áp dụng chiến lược giá rẻ, tương tự như cách họ đã thành công với xe gắn máy hai bánh hơn 20 năm trước. Ví dụ, mẫu ô tô điện mini của Trung Quốc tại Việt Nam chỉ có giá hơn 3.000 đô la, với vận tốc tối đa là 50 km/h và khả năng di chuyển từ 50 đến 60 km mỗi lần sạc đầy. Các sản phẩm ô tô điện giá rẻ từ Trung Quốc đang dần được phổ biến khắp thế giới, giúp họ tiếp cận với nhiều thị trường tiềm năng. Từ năm 2016 đến 2023, Trung Quốc đã chi gần 90 tỷ đô la cho ngành công nghiệp xe điện, trong đó chính phủ nước này cung cấp ưu đãi lên đến 57 tỷ đô la. Những ưu đãi này đã giúp các doanh nghiệp trong ngành xe điện tối thiểu hóa chi phí đầu vào, tạo ra lợi thế lớn trên thị trường toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang từng bước chiếm lĩnh thị phần thép và thiết bị điện tử dùng trong sản xuất ô tô với giá cả cạnh tranh nhờ chuỗi cung ứng mạnh mẽ và chi phí sản xuất rẻ hơn so với nhiều quốc gia khác. Sự kết hợp giữa giá rẻ và chuỗi cung ứng nội địa đã mang lại lợi thế vượt trội cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, giúp họ mở rộng tầm ảnh hưởng ra khắp thế giới, đồng thời tạo áp lực lớn cho các đối thủ cạnh tranh từ các khu vực khác. Chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã cung cấp nhiều ưu đãi đáng kể cho các công ty, chẳng hạn như đất đai gần như miễn phí, các khoản vay với lãi suất ưu đãi và nhiều trợ cấp khác. Những hỗ trợ này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Không dừng lại ở việc hỗ trợ trong nước, Trung Quốc còn có những chiến lược đánh vào thị trường bán lẻ của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, với các cách thức thay đổi hết sức ấn tượng. Một ví dụ điển hình là việc 1688.com, trang thương mại điện tử thuộc tập đoàn Alibaba, đã tích hợp ngôn ngữ tiếng Việt vào nền tảng của mình, phá vỡ những rào cản ngôn ngữ và giao dịch trước đây. Người tiêu dùng Việt Nam giờ đây có thể dễ dàng truy cập, mua sắm và thanh toán trực tiếp trên nền tảng này mà không cần thông qua các bên thứ ba. Điều này giúp họ tiết kiệm đáng kể các chi phí trung gian như phí đặt hàng, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác. Hơn nữa, 1688.com còn hỗ trợ thanh toán bằng thẻ quốc tế như Visa và Mastercard, giúp người dùng Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn thanh toán tiện lợi hơn. Sự linh hoạt này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng Việt mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc và thị trường Việt Nam, đồng thời giúp tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc trong khu vực. Điều này không chỉ là một tin vui đối với các tín đồ mua sắm trực tuyến, mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho người tiêu dùng. Trung Quốc từ lâu đã được biết đến như một thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại và giá cả, từ những sản phẩm cao cấp đến những mặt hàng giá rẻ. Người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tìm thấy mọi thứ trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Vào tháng 8 năm 2024, Taobao, một nền tảng thương mại điện tử lớn khác của Trung Quốc chuyên về bán lẻ, đã ra mắt chương trình giao hàng quốc tế miễn phí cho các sản phẩm thời trang. Sự xuất hiện của 1688.com và Taobao tại Việt Nam không chỉ là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng đẩy mạnh sự hiện diện của mình trên thị trường Việt Nam, mà còn làm dấy lên lo ngại về áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Không chỉ các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức, mà ngay cả các đơn vị chuyên order hàng từ Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đây, các đơn vị này đóng vai trò cầu nối giữa người tiêu dùng Việt Nam và các nhà cung cấp Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc người tiêu dùng giờ đây có thể tự mình đặt hàng trực tiếp từ 1688.com mà không cần qua trung gian, vai trò của các đơn vị này có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Sự chuyển mình của Alibaba và các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trung Quốc không chỉ nhắm tới việc chiếm lĩnh thị trường bán buôn và bán lẻ trực tuyến trong nước,
mà còn tham vọng mở rộng ra các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam. Việc tích hợp ngôn ngữ tiếng Việt và cung cấp dịch vụ giao hàng quốc tế không chỉ là một bước đi chiến lược để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, mà còn là nỗ lực của Trung Quốc trong việc mở rộng thị trường ra khắp Đông Nam Á, một khu vực tiềm năng với dân số đông đảo và nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế của nhiều quốc gia, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Một trong những yếu tố giúp thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ chính là khả năng người tiêu dùng có thể tự thao tác mua sắm mà không cần phải thông qua bên trung gian. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người hoài nghi về hiệu quả của việc vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, đặc biệt là giữa Việt Nam và Trung Quốc, bởi những khó khăn về logistics mà người tiêu dùng thường gặp phải. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã giải quyết vấn đề này một cách rất hiệu quả, với hệ thống vận chuyển và logistics phát triển mạnh mẽ, giúp việc giao nhận hàng hóa trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bằng cách tận dụng tối đa thế mạnh về hạ tầng logistics và công nghệ, các nền tảng như 1688.com hay Taobao đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận các sản phẩm từ Trung Quốc một cách trực tiếp và dễ dàng hơn, đồng thời giúp giảm thiểu các rào cản về vận chuyển, chi phí và thời gian. Đây chắc chắn là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho thị trường thương mại điện tử tại Đông Nam Á. Theo một báo cáo được Bộ Công Thương công bố vào tháng 5 năm 2024, Trung Quốc đang tích cực triển khai việc xây dựng các kho hàng và trung tâm thương mại điện tử lớn gần biên giới với Việt Nam, trong đó nổi bật là khu thí điểm thương mại điện tử Trung Quốc ASEAN. Đây là một dự án trọng điểm, không chỉ phục vụ cho hoạt động thương mại điện tử giữa Trung Quốc và ASEAN, mà còn là một bước đi chiến lược của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á. Khu thí điểm này nằm cách cửa khẩu Hà Khẩu chỉ 3 km, với tổng diện tích lên tới 660.000 m² và tổng vốn đầu tư là 3,68 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 12.000 tỷ đồng Việt Nam. Vị trí chiến lược này rất gần với các trung tâm kinh tế của Việt Nam, chỉ cách Hà Nội 295 km và Hải Phòng 416 km. Điều này cho thấy Trung Quốc đã tính toán rất kỹ lưỡng về mặt logistics nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Việc Trung Quốc xây dựng một hệ thống kho hàng hiện đại quy mô lớn gần biên giới Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích về vận chuyển mà còn giải quyết triệt để các rào cản trước đây liên quan đến thời gian giao hàng. Theo dự kiến, sau khi hoàn thành, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể vận chuyển tới 50.000 bưu kiện mỗi ngày, với tổng trọng lượng lên tới 800 tấn và giá trị giao dịch hàng hóa hàng ngày có thể đạt 6.000 tỷ đồng. Đây là một con số ấn tượng, phản ánh tham vọng thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang triển khai xây dựng thêm nhiều kho hàng và trung tâm thương mại điện tử tại các cửa khẩu khác dọc biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Những trung tâm này sẽ đóng vai trò thu gom sản phẩm từ các nhà sản xuất trong nước, sau đó phân phối ra thị trường nước ngoài. Hơn nữa, các chức năng như giao hàng trực tuyến và livestream bán lẻ cũng sẽ được tích hợp, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng quốc tế một cách trực tiếp và nhanh chóng. Trước đây, khi người tiêu dùng Việt Nam muốn mua sắm trực tuyến từ các trang web Trung Quốc như 1688 hay Taobao, họ thường phải chờ từ 10 đến 15 ngày để nhận hàng. Tuy nhiên, với sự phát triển của hệ thống logistics mới, thời gian giao hàng sẽ được rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng 3 đến 4 ngày, và thậm chí chỉ trong một ngày đối với những khách hàng ở khu vực miền Bắc. Điều này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Không chỉ về mặt vận chuyển, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong những năm gần đây đã thay đổi cách thức mua sắm của người dân Việt Nam. Mặc dù Việt Nam hiện có hơn 1,4 triệu cửa hàng và khoảng 9.000 chợ truyền thống, nhưng xu hướng mua sắm trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, nhu cầu mua sắm online đã tăng vọt do những hạn chế về di chuyển và sự tiện lợi mà hình thức này mang lại. Đại dịch đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thương mại điện tử. Theo báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, VECOM, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2023 đạt hơn 25% so với năm trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, quy mô bán lẻ hàng hóa trực tuyến chiếm 17 tỷ đô la Mỹ, một con số ấn tượng cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam.
cũng trong một buổi tọa đàm trực tuyến do Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ tổ chức, các chuyên gia thương mại điện tử đã nhận định rằng Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ phát triển của ngành này. Đây là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự năng động của thị trường Việt Nam trong việc nắm bắt các xu hướng tiêu dùng hiện đại và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Theo thống kê từ nền tảng MAIC, một trong những đơn vị cung cấp dữ liệu thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, tổng doanh thu trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Zendor và TikTok Shop trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt 143,7 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 6 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã tăng tới 55% so với cùng kỳ năm 2023, phản ánh rõ xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, khoảng 130.000 sản phẩm đã được giao dịch trực tuyến thành công. Điều này chứng tỏ rằng thương mại điện tử không chỉ là một xu hướng ngắn hạn mà đã trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế Việt Nam. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và hệ thống hạ tầng Logistics, Việt Nam đang có cơ hội lớn để vươn lên trở thành một trong những thị trường thương mại điện tử hàng đầu khu vực và thế giới. Vấn đề đặt ra là với sự gia nhập mạnh mẽ của các nền tảng như 1688 và Taobao vào thị trường Việt Nam, đất nước sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào? Một trong những tác động lớn nhất là từ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Điều này có thể mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, nhưng cũng gây ra không ít thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Lợi ích cho người tiêu dùng là sự cạnh tranh giữa các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Alibaba và các sàn khác mang lại nhiều ưu đãi và khuyến mại cho người mua. Sự cạnh tranh gay gắt đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có thể nhận được giá tốt hơn, nhiều chương trình giảm giá và các tiện ích khác. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng đông đúc, việc cạnh tranh khốc liệt cũng tạo ra những thách thức cho các nền tảng lớn khi miếng bánh thị trường bị chia nhỏ hơn. Tác động đến các nhà bán lẻ, đối với các doanh nghiệp và cá nhân bán hàng trực tuyến, sự xuất hiện của 1688 và Taobao có thể gây ra ảnh hưởng đáng kể. Trước đây, các nhà bán hàng Việt Nam thường nhập hàng từ Trung Quốc về để bán lại với lợi nhuận lớn, đôi khi gấp đôi hoặc gấp ba lần giá gốc. Nhưng hiện tại, người tiêu dùng có thể mua trực tiếp từ 1688 mà không cần qua trung gian. Điều này làm giảm đáng kể cơ hội sinh lời của các nhà bán hàng. Các nhà bán lẻ sẽ phải thích ứng nhanh chóng với tình hình mới, điều chỉnh giá cả và chiến lược kinh doanh linh hoạt hơn để tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thâm hụt thương mại, sự gia tăng nhập khẩu hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc cũng có thể gây ra lo ngại về thâm hụt thương mại. Mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1991, với kim ngạch thương mại song phương tăng từ 30 triệu đô la Mỹ lên 171,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tăng gần 6.000 lần chỉ trong 3 thập kỷ. Mặc dù Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư trên thế giới của Trung Quốc và là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, nhưng vấn đề lớn vẫn là thâm hụt thương mại ngày càng tăng. Năm 2023, thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 49,5 tỷ đô la Mỹ và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi Trung Quốc đang giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ do các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Đồng nhân dân tệ đã giảm hơn 5% so với đồng đô la Mỹ trong năm nay, đạt mức thấp nhất trong 15 năm qua, làm cho hàng hóa Trung Quốc càng rẻ hơn và tiếp tục gây áp lực lên thị trường Việt Nam. Việc phá giá đồng nhân dân tệ đã làm cho hàng hóa Trung Quốc vốn đã rẻ càng trở nên rẻ hơn và điều này đang đặt ra nhiều lo ngại cho nền kinh tế của các quốc gia nhập khẩu, trong đó có Việt Nam. Theo cảnh báo của nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế và Việt Nam, về lâu dài, chính sách hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc có thể khiến các nước phụ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc gặp khó khăn do tăng thâm hụt thương mại và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phải cẩn trọng trước tình trạng này. Trung Quốc hiện là nhà cung cấp nguyên vật liệu và thiết bị lớn nhất cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Năm ngoái, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng 6,6%, đạt 11,87 tỷ đô la Mỹ, trong đó dẫn đầu là các sản phẩm máy móc, thiết bị, linh kiện, đồ điện tử, hàng dệt may và điện thoại thông minh. Điều này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng gia tăng của Việt Nam và Trung Quốc, trong khi các quốc gia khác trong ASEAN đã giảm mức độ phụ thuộc này. Sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam theo chính sách Trung Quốc cộng một càng làm tăng nhanh thâm hụt thương mại. Nhiều công ty đa quốc gia
bao gồm cả công ty Trung Quốc, đã chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Việt Nam để giảm rủi ro địa chính trị, nhưng vẫn tiếp tục nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc. Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa giá rẻ Trung Quốc cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nội địa Việt Nam. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về giá cả và chất lượng, dẫn đến mất thị phần vào tay các sản phẩm nhập khẩu. Điều này cũng dẫn đến hiện tượng hạ giá sản phẩm trên thị trường Việt Nam, gây ra nguy cơ phá sản hoặc thu hẹp hoạt động của các doanh nghiệp trong nước, ảnh hưởng đến việc làm và tăng trưởng kinh tế. Nhập khẩu lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc cũng làm tăng sự phụ thuộc vào nguồn cung từ quốc gia này. Khi nguồn cung bị gián đoạn do các yếu tố chính trị, kinh tế hoặc dịch bệnh, Việt Nam sẽ gặp khó khăn lớn trong sản xuất và kinh tế. Đồng thời, sự gia tăng hàng hóa giá rẻ cũng có thể làm giảm động lực đầu tư và phát triển sản xuất nội địa, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng tự cường của các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này có thể kéo theo sự đình trệ trong việc phát triển công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!